Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ xã An Vĩ, huyện Khoái Châu tổ chức lễ trao huy hiệu cho 24 đồng chí đảng viên từ 30 năm đến 75 năm tuổi đảng đợt mùng 3 tháng 2, 19 tháng 5 và mùng 2 tháng 9. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên. Cùng dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Đàm Quang Bằng, 75 năm tuổi đảng, đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Trung. Cũng trong đợt này, 24 đảng viên 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng đã được trao tặng huy hiệu đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng khẳng định, huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến của người đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tuyên truyền vận động người thân trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng say lao động đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương đất nước. Các cấp các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để các đảng viên nói chung, đảng viên cao tuổi đảng nói riêng đóng góp công sức trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.